chấn động. Tiên tri tiết lộ sự thật tuyệt vời về vận mệnh cuộc đời của con giáp tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Từ 51 tuổi trở đi, nắm chắc điều này rủ sạch vận hạn, đến thời đổi vận, dương lên thành đại gia, giàu có nhất nhì thiên hạ. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Ất Mão sinh năm 1975 thân mến, có lẽ ai trong số chúng ta cũng đều mong muốn số phận của mình tốt đẹp, thuận lợi, cuộc sống luôn hạnh phúc, ấm êm, chẳng phải lao tâm khổ tứ phải không nào? Thế nhưng, số mệnh con người đều đã được an bài từ đầu đến cuối, chỉ có số ít người nắm được thời cơ mà phất lên như diều gặp gió, đổi vận giàu sang, phú quý chỉ trong chớp mắt. Theo các nhà tử vi học phương Đông tiết lộ, người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 từ 51 tuổi trở đi sẽ có nhiều khó khăn trong vận trình. Hung tinh chờ trực giáng xuống đầu con giáp này. Tuy nhiên, nếu nắm chắc được lá số tử vi của mình trong tương lai, bản mệnh sẽ xoay chuyển được vận mệnh, tiền bạc ùn ùn kéo đến, trả sạch được mọi khoản nợ nần, dư giả và sung túc, khiến ai cũng phải ngỡ ngàng ghen tị. Vậy, diễn biến vận trình của tuổi Ất Mão sinh 1970 từ 51 tuổi trở đi sẽ diễn ra như thế nào? Bản mệnh cần nắm chắc điều gì để đổi đời hưng vượng? Thì xin mời hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ở nội dung chi tiết dưới đây quý khán giả nhé. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975 là con mèo, con giáp đứng thứ tư trong tất cả 12 con giáp. Người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 thuộc mệnh thủy, thì xét theo nạp âm làm mệnh đại khê thủy, tức nước từ dòng suối lớn. Người mang mệnh này có tính cách ôn hòa, hiền lành nhưng rất khéo léo. Họ thích giúp đỡ người khác và coi đó là niềm vui của mình. Quý bản mệnh cũng là những người có trí tuệ, thông minh, ham học hỏi nên ngay từ khi còn đi học họ đã thể hiện ra mình là một học sinh có kết quả học tập tốt, làm mọi người thán phục và gia đình hài lòng. Đến khi trưởng thành, nếu được làm việc trong môi trường phù hợp họ sẽ là những nhân viên ưu tú, ham học hỏi và có vốn kiến thức rất sâu rộng, sáng tạo không ngừng nghỉ. Người mệnh này rất thích sự tự do, thoải mái, ghét bó buộc trong khuôn mẫu, nhưng mà họ cũng là người làm việc theo cảm hứng. Gặp phải việc không có hứng thú thì sẽ lười nhác và khó đạt được kết quả như ý muốn. Vì cả can và chi Ất Mão của người sinh năm 1975 đều thuộc hành mộc và năng lượng mộc kép này, giúp cho người Ất Mão có đặc trưng tính cách là vô cùng hào phóng và luôn biết cảm thông, thấu hiểu với người khác. Người tuổi này luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người xung quanh vô điều kiện. Đôi khi họ tốt bụng quá nên dễ bị lợi dụng, mà lại không biết cách từ chối yêu cầu của người khác. Ất Mão đa phần là người thẳng thắn, mưu lược, hiểu chuyện cao thấp và thích cái mới. Tuổi Ất Mão được đánh giá là người thông minh, nhanh nhẹn, mưu trí và có một con mắt tinh tế biết nhìn xa, trông rộng. Tuổi Ất Mão cũng rất tốt bụng, đối xử với mọi người bằng sự chân thành, nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn. Tuổi Ất Mão có cái đầu hơn người, tinh anh, thông minh và giàu trí tưởng tượng. Người này khi kinh doanh trong các lĩnh vực cần sự tính toán chính xác, kinh doanh hoặc nghệ thuật đều rất dễ thành công. Tuổi Ất Mão khiến mọi người bất ngờ trước khả năng nhanh nhẹn, tập trung cao trong công việc. Làm việc với những người này, hiệu suất công việc có thể nâng cao gấp nhiều lần so với người khác. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tuổi Ất Mão cũng đều có khả năng kiềm chế, điều khiển cảm xúc tốt, luôn giữ một thái độ hòa hợp và bình tĩnh với mọi người xung quanh. Người thuộc tuổi Ất Mão là người có tài đức xuất chúng hơn người. Người này có lối sống cá tính với nhiều nét nổi bật như sống tự do, tự tại, sống lạc quan, yêu đời, lương thiện và bao dung. Tuổi Ất Mão cũng rất hoạt bát, thích nghi nhanh với mọi hoàn cảnh sống, thân tình và chan hòa với tất cả mọi người. Tuổi Ất Mão có tính kiên cường, bất khuất, nhưng cũng không bảo thủ, ngược lại còn biết nhường nhịn và không thích tranh giành với người khác. Đặc biệt, tuổi Ất Mão luôn có ý chí tiết thủ, biết nắm bắt thời cơ và chờ đợi thời cơ để thay đổi vận mệnh để đi tới thành công. Ất Mão thường đặc biệt nhạy cảm và cảnh giác cao độ, trí thông minh cũng giúp họ luôn hướng suy nghĩ về tương lai, xem xét, cân nhắc những mối đe dọa và nguy cơ có thể xuất hiện. Dường như họ luôn để mắt tới những thứ ở cận kề và có trong tay dài giải pháp cho mỗi tình huống. Xu hướng này thể hiện rõ nét trong khả năng của Ất Mão có thể chấp nhận nhiều lối sống rất khác nhau. Nếu cách này không ổn, họ lập tức tìm phương án khác thay thế. Họ sẽ tiếp tục thử nghiệm cho tới khi tìm ra lối thoát. Tuy có thể bị nhìn nhận là nhút nhát, Ất Mão tự cho mình là thông minh và thận trọng. Hiếm khi người tuổi này quyết định
hành động hoặc dấn thân vào tình huống mới mà chưa cân nhắc đầy đủ các phương án. Trong những tình huống đòi hỏi nhận thức sắc bén về toàn bộ môi trường xung quanh, cũng như khả năng đưa ra những phương án xử lý chấp nhoáng, không thể tìm được người phù hợp hơn. Tuổi Ất Mão với bề ngoài mềm mại và nhạy cảm, họ có đời sống nội tâm rất phong phú, cảm xúc của họ có thể thay đổi nhanh như thời tiết, họ vừa vui đó, lại có thể buồn ngay, luôn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh. Ất Mão hiếm khi cao giọng hoặc tỏ vẻ khó chịu quá mức, đôi khi, nếu cơn giận lên đến tột đỉnh, họ cũng có vẻ khó kiềm chế mình, nhưng mọi chuyện sẽ qua nhanh như cơn giông ngày hè. Tốc độ thay đổi cảm xúc cũng như dòng chảy của suy nghĩ thường khiến họ cảm thấy nôn nóng. Ất Mão không thích lãng phí thời gian và khó lòng hiểu nổi vì sao những người khác không nhanh nhẹn như mình. Điều này có thể khiến những người xung quanh khó chịu, nhất là nếu họ coi sự thiếu kiên nhẫn của Ất Mão là biểu hiện của thói khinh bỉ, ngạo mạn, rất thích được yên ổn. Ất Mão thường tìm cách tránh mọi sự cạnh tranh hay xung đột. Họ cũng không thích liều lĩnh, nhưng khi đặt sự an toàn lên trên nguy cơ, họ có thể đánh mất nhiều cơ hội. Tuổi Ất Mão không thích là tâm điểm chú ý của mọi người và vì vậy, họ thường chọn những việc đằng sau hậu trường hơn là xuất hiện trên sân khấu. Họ thích làm thành viên của nhóm chứ không làm người lãnh đạo. Họ cảm thấy rất thoải mái khi ở môi trường quen thuộc. Họ là những vị chủ nhà chu đáo, luôn chăm chút để khách mời cảm thấy dễ chịu nhất. Tuổi Ất Mão thích sự riêng tư và khá hướng nội. Khi đối đầu với khó khăn hoặc thất vọng, họ thường giữ mọi thứ cho riêng mình, không muốn làm phiền người khác. Họ rất biết lắng nghe, tốt bụng và ngọt ngào. Vì vậy, họ được coi là người bạn đáng tin cậy. Với tố chất mềm dẻo như những nhà ngoại giao bẩm sinh, họ có thể biến những tình huống khó khăn, căng thẳng nhất trở thành chuyện giữa những người bạn trong công việc. Tuổi Ất Mão thường lặng lẽ, nhưng làm việc rất hiệu quả, trí nhớ tốt, được quý trọng vì sự liêm chính và lòng trung thực. Họ rất trung thành với chủ, đồng nghiệp đánh giá cao sự tế nhị, tính khiêm tốn, sự cần mẫn của họ và có thể yên tâm khi giao cho họ xử lý những việc tế nhị nhất. Ất Mão sẽ không dẫm đạp lên người khác để đạt được mục đích của mình. Ất Mão luôn cần cù, chăm chỉ mà chẳng bao giờ sợ hãi hay là đầu hàng trước khó khăn. Họ chẳng bao giờ biết nịnh nọt ai và cũng chẳng bao giờ tranh cướp của ai cả. Họ chỉ biết hoàn thành tốt công việc của mình, đồng thời giúp đỡ mọi người. Chính vì vậy mà luôn được mọi người đánh giá rất cao, vì cho rằng họ xứng đáng nhận được sự khen thưởng của cấp trên là điều tất nhiên. Ất Mão là người thành thật, nhưng lại có con mắt rất tinh đời. Họ biết rằng lúc nào mình nên làm việc gì, khi nào mình cần phải thể hiện năng lực cho người khác biết. Nhờ chọn đúng thời điểm chứng minh bản thân mà họ giỏi nắm bắt cơ hội một cách rất dễ dàng và nắm chắc cơ hội thăng tiến trong tay. Về sau, chắc chắn sẽ là người chức cao vọng trọng. Vận mệnh Ất Mão khá tốt, được quý nhân đi theo phù trợ mỗi khi gặp chuyện khó khăn hay đến giờ phút quan trọng. Họ thường may mắn được người giúp đỡ, hỗ trợ và ủng hộ nhiệt tình. Đây thì đều là điều đáng quý mà không phải ai cũng có được. Tuy nhiên, không nên quá ỷ lại mà phải luôn nỗ lực hết sức mình thì mới có thể đạt được thành công đáng quý. Ất Mão được thiên phú, tư duy nhanh nhạy, sắc bén, linh hoạt. Từ khi còn đi học, họ đã thể hiện rõ là những cô bé, cậu bé thông minh. Kết quả học tập khiến phụ huynh lấy làm tự hào và hãnh diện. Đến khi trưởng thành, họ thường ham học, nghiên cứu thêm nhiều đề tài yêu thích, nên kiến thức uyên bác và sâu rộng. Còn trong công việc thì họ có sức sáng tạo lớn, thường tạo nên những hiệu quả bất ngờ. Ất Mão phù hợp với các lĩnh vực như tư vấn giáo dục, ngoại giao hay kinh doanh. Đặc biệt tuổi này có lộc nên kinh doanh, nên có duyên buôn may bán đắt. Lĩnh vực quản lý tài chính làm nông nghiệp hay là các lĩnh vực như văn phòng liên quan đến gỗ sấy, quần áo, vải dóc đều có thể giúp họ đạt tới những thành công lớn. Ất Mão dễ bị hao tốn tiền nong lãng phí vì cách sống, nhờ có tài lộc lại hưởng lộc nên tiền nong không bao giờ thiếu. Gần 30 tuổi nhiều người đã có sự tích lũy tiền bạc rồi. Càng về già thì cuộc sống của họ càng sung túc, giàu sang. Ất Mão phù hợp với các công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kỹ càng và cẩn thận như vấn đề doanh nghiệp, biên dịch, cố vấn. Vì chính tính cách của họ đã luôn thận trọng, khi làm các công việc này thì khả năng, năng lực của họ sẽ được thể hiện rất rõ. Không những thế, nhờ mối quan hệ bên ngoài hoàn hảo, nên các nghề như lễ tân, tiếp thị đều phù hợp để thể hiện được đúng tính cách, có thể phát triển và hoàn thiện được bản thân. Ất Mão không nên thử sức với những người có tính khốc liệt, cạnh tranh vì họ không phù hợp. Nam mệnh tuổi Ất Mão là người hấp dẫn,
ăn mặc hợp thời trang và thường được nhiều phụ nữ ngưỡng mộ. Khi họ hẹn hò khiến chị em ngất ngây bởi vẻ ngoài chân thực và tình cảm nồng nàn. Nhưng khi tình yêu của người con gái đủ lớn để trở thành dây trói, thì nam tuổi Ất Mão sẽ lặng lẽ biến mất. Với cá tính phóng khoáng, họ sẽ không ngừng quan hệ với những phụ nữ khác, ngay cả khi đã gắn bó với một người. Khi đùa giỡn với người thứ ba, họ xem đó như một trò chơi nhiều hơn là cảm xúc thật. Bất chấp sự thay đổi của cảm xúc và các mối quan hệ, thì cuối cùng họ cũng dẫn tiến tới hôn nhân. Trong cuộc sống vợ chồng, nam tuổi Ất Mão đòi hỏi sự tin tưởng tuyệt đối từ phía người vợ. Khi thấy chồng ngọt ngào hoặc ân cần với mình một cách bất thường, các bà vợ của họ thường đặt dấu hỏi rất to. Nhìn chung, nam mệnh tuổi Ất Mão có cuộc đời khá tốt đẹp. Tuy không được sung sướng về mặt thể xác, nhưng tinh thần lại rất sung sướng. Cuộc đời không quá khổ cực cho lắm, được hưởng số giàu sang, sung túc nhờ may mắn. Thời kỳ hậu vận thì có tiền bạc đủ đầy. Còn nữ giới tuổi Ất Mão có nhiều lo phiền ở tiền vận, số không được sung sướng, nhưng đến thời kỳ trung vận sẽ gặp được nhiều may mắn về tài lộc. Nhưng vẫn còn nhiều lo phiền, còn tới tận hậu vận mới thực sự được sung sướng, an nhàn từ sự nghiệp. Nữ mệnh tuổi Ất Mão thường dịu dàng, tốt bụng và trong trắng. Nếu họ quyết định không yêu hoặc hẹn hò với ai, thì họ sẽ không bao giờ làm điều đó, sẽ chỉ là uổng công. Nếu các chàng trai ngưỡng mộ, họ quyết định trồng cây si và mong chờ ngày những cô gái này thay đổi ý định. Trong quan hệ thân mật, họ có thể rất lãng mạn, nhưng bản chất thận trọng ngăn cản họ hứa hẹn ngay với một ai. Sau khi kết hôn, nữ tuổi Ất Mão sẽ dồn toàn bộ sức lực và thời gian toàn tâm, toàn ý chăm sóc chồng con và coi đó là trách nhiệm của mình. Tình yêu và những cố gắng của họ dành cho gia đình thường được đền đáp bằng tình cảm nồng nàn của người thân. Tuổi Ất Mão có tài vận tốt và không phải lo ngại nhiều về tiền bạc, bản chất hào phóng và hòa đồng, giúp họ dễ dàng có được của cải. Tuổi Ất Mão thường ít chú ý tới tiểu tiết và những vấn đề không quan trọng. Họ không thận trọng lắm khi tiêu tiền và thường không tiết kiệm được nhiều. Tuy có thể kiếm được nhưng họ hiếm khi trở nên giàu có. Nữ mệnh tuổi Ất Mão thì thông minh, vợ chồng hòa thuận, con cái hiếu thảo. Người mà sinh vào mùa xuân và mùa hạ được hưởng cao phúc với trường thọ. Còn người sinh vào mùa thu và mùa đông không lo cơm ăn áo mặc. Còn người sinh vào ban ngày sẽ được an nhàn hưởng phúc. Người sinh vào ban đêm thì không lo lắng. Nhược điểm lớn nhất của người sinh năm Ất Mão là thiếu sự quyết đoán khi đứng trước các quyết định lựa chọn. Nguyên nhân là bởi họ rất hòa nhã, muốn bảo vệ hòa bình, hòa khí và không muốn làm tổn thương bất kỳ ai. Họ cũng không thích người khác nói nặng hay là bình phẩm về bản thân mình. Mà giả sử như có điều này xảy ra thì họ cũng chẳng hề quan tâm. Đây chỉ là sự thể hiện bên ngoài cho người khác không thấy được tính cách xấu của mình. Nhưng nội tâm bên trong thì hoàn toàn trái ngược, có thể khiến cho bản thân họ bị xuống tinh thần và thất bại ngay sau đó. Một ai đó thể hiện sự chăm sóc và để ý tới người tuổi Ất Mão thì họ sẽ dễ tin và yêu thương hết mực. Đây là một điểm yếu đặc trưng cần phải sửa. Đôi khi người ta tốt là có mục đích. Ngược lại, ai không thích họ thì người tuổi Ất Mão sẽ không ưa ngay. Họ không ghét việc trở thành tâm điểm chú ý trong đám đông, nhưng lại ghét sự cạnh tranh. Bởi vậy, trong cuộc đời họ có rất nhiều bạn bè và các mối quan hệ đều rất tốt đẹp. Còn trong công việc thì Ất Mão rất có trách nhiệm, tận tụy và yêu thích công việc mình đang làm. Nếu may mắn được làm đúng việc bản thân yêu thích, họ sẽ gắn bó và nỗ lực hết mình để thành công. Người sinh năm này giàu trí tưởng tượng, họ không thích sự nhàm chán, lặp lại tầm thường và rất coi trọng tính độc đáo, khác biệt. Tiếp theo sẽ là phần luận giải về vận trình tử vi các phương diện chính của cuộc sống cho cuộc đời con giáp tuổi Ất Mão sinh năm 1975 từ 51 tuổi trở đi, vận trình cụ thể như sau. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 từ 51 tuổi trở đi, với tất cả những rủi ro về áp lực, công việc, tình cảm, gia đạo, sức khỏe của Ất Mão khi trưởng thành không được tốt. Những áp lực trong cuộc sống có thể khiến quý bản mệnh gặp phải một số bất cẩn trong sinh hoạt hàng ngày và gặp một số hậu quả nghiêm trọng, và nên cẩn trọng khi đi xe, thắt đai an toàn và không đi một mình. Nếu có kế hoạch đi du lịch dài hạn hay đi xa thì nên tạm hoãn lại đến năm sau. Nếu mắc một số bệnh cũ thì nên tái khám thường xuyên, tránh để bệnh nặng thêm sẽ khó qua khỏi. Về phương diện tài lộc tuổi Ất Mão 1975, theo luận giải tử vi tuổi Ất Mão cho thấy, người tuổi Ất Mão tuy phải trải qua nhiều gian khổ, thời trẻ cũng đôi lần rơi vào cảnh túng thiếu,
nhưng đều may mắn vượt qua. Nhờ sự tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn trong cuộc sống mà họ thường gặp nhiều may mắn, nhận được những cơ may phát tài lớn, đổi đời giàu có trong phút chốc, đến chính họ cũng không ngờ tới được. Trong 5 năm tới, cuộc sống Ất Mão phát triển hoàn toàn, đời sống nâng cao lên nhờ tiền bạc, càng lớn tuổi càng giàu có, hậu vận an nhàn rõ mười mươi. Trong đời sống Ất Mão là những người khẳng khái chính trực, quan hệ xã hội tốt, chính vì vì vậy mà tài lộc cũng dồi dào, cả đời sung túc, không lo cơm áo. Bản tính lạc quan yêu đời, nhân duyên tốt, cuộc đời có nhiều cơ may đến trong đời, có thể giúp bạn kiếm tiền tỷ về tay, vì vậy cần tận dụng nắm bắt tốt. Từ sau 50 tuổi trở đi, con giáp này sẽ có tài lộc bất tận, tiền tài danh vọng đều phất nhanh. Đây cũng vốn là vận số người tuổi Ất Mão 1975 được hưởng. Càng về già càng giàu có, của cải chất cao như núi, khiến thiên hạ trầm trồ nể phục. Cũng có thể nói trong 5 năm tới, con giáp này sẽ có được tài lộc viên mãn. Sức khỏe có đôi chút biến động, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều với cuộc sống của con giáp này. Trong làm ăn, nếu người tuổi Ất Mão có thể kết hợp với người tuổi khác thì sẽ gặp may mắn rất nhiều. Tuy nhiên cũng không ngoại trừ trường hợp gặp phải kẻ tiểu nhân bỉ ổi hãm hại trên đường đời. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên hạn chế tiếp xúc với lĩnh vực đầu tư, tuyệt đối tránh xa cờ bạc, dây nặng lãi, nên thắt chặt chi tiêu, có tiền thì đầu tư vào đất đai, mua vàng hay gửi tiết kiệm ngân hàng, sẽ giữ tiền tốt hơn Ất Mão nhé. Theo luận đoán tử vi, tuổi Ất Mão là những người nhanh nhẹn, thông minh sáng suốt và có óc phân tích nhạy bén, nên nhìn ra được nhiều cơ hội kiếm tiền về tay. Khi làm việc họ tập trung cao độ, không bị tâm bởi bất kỳ điều gì, dù có phải trải qua khó khăn thử thách, tuổi Ất Mão cũng sẵn sàng vượt qua. Tuy nhiên, để công việc, tài lộc diễn ra suôn sẻ, thuận lợi hơn, họ nên hợp tác với những tuổi Quý Sửu, Kỷ Mùi, Bính Thìn, Nhâm Tuất. Và Ất Mão cũng đại kỵ với tuổi Giáp Tý, Bính Dần, Giáp Dần, Mậu Thân, Nhâm Tý, Canh Thân, nên hạn chế hoặc không làm ăn hợp tác với những tuổi này quý vị nhé. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo của tuổi Ất Mão sinh năm 1975, từ 51 tuổi trở đi. Xem tử vi trọn đời thì thấy rằng tuổi Ất Mão đúng bản chất của dòng suối lớn, có lúc chảy xiết, có lúc bình lặng. Trong tình cảm sóng gió nhiều, thường có những cuộc tranh luận mâu thuẫn, ghen tuông, nhưng có những lúc mãnh liệt trào dâng, Ất Mão sẽ cảm thấy sự sâu lắng, bề ngoài thì sôi nổi, còn trong nội tâm thì luôn quan tâm đến người khác. Nhờ phúc đức và có tài bởi thiên thời, địa lợi và nạp âm của can chi, cho nên cuộc sống của Ất Mão luôn đầy đủ và hạnh phúc. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Ất Mão sinh năm 1975, từ 51 tuổi trở đi. Xem tử vi thì thấy rằng, những chú mèo được các tinh nhập mệnh, quý nhân dây quanh nên làm gì cũng suôn sẻ hơn, may mắn có được sự giúp đỡ của quý nhân. Chính vì thế, quý bản mệnh dễ dàng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, không phải trải qua quá nhiều khó khăn hay trắc trở. Tuy trong công việc, những người tuổi này sẽ được cấp trên đồng nghiệp tin tưởng, đánh giá cao và sẽ đạt được hiệu suất cao nên dễ tăng lương. Tăng bổng đường công danh cũng từ đó được củng cố và phát triển, tương lai trong vài năm tới sẽ gặt hái được thành tựu lớn, khiến người khác ngưỡng mộ. Nhờ nhân duyên tốt, cũng sẽ khiến Ất Mão có thể mở rộng thêm các mối quan hệ, tự tạo thêm cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn, nhất là những người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán, rồi cũng có một vài thời điểm mọi chuyện không diễn tiến theo như ý muốn, thậm chí còn bị nghi ngờ về con đường mình đã chọn. Nhưng thật may là không vì mọi người coi thường mà xem nhẹ bản thân, ngược lại, càng thêm dũng cảm, bền bỉ chứng minh mình đang làm đúng. Ất Mão cứ lặng thầm nhưng sôi sục, cố gắng từng ngày, vì vậy không có gì lạ khi trong thời gian tới sẽ gặt hái được thành quả vô cùng xứng đáng, công danh, tiền bạc đổ về không ngớt. Ở giai đoạn quan trọng này cũng đã dần khắc phục được những khuyết điểm và thiếu sót của bản thân và tự tin bước trên con đường kiếm tiền, vận may kéo dài. Không có gì thay đổi thì các tinh, thần tài, rồi quý nhân như khách quen đến nhà, Ất Mão lúc này thực sự có thể mở rộng tầm nhìn và có cuộc sống bước sang một trang hoàn toàn mới. Bên cạnh ngày sinh, thì tháng sinh cũng là một yếu tố quyết định sự may mắn hay khó khăn trong vận mệnh của từng người. Và sau đây là tử vi tuổi Ất Mão qua từng tháng sinh âm lịch. Vận mệnh người tuổi Ất Mão sinh tháng 1 âm lịch. Tháng giêng thời điểm này trong năm là tiết Tân Xuân, là lúc nên hoan hỷ mừng đón xuân về, nên người tuổi Mão sinh tháng này cũng được hưởng lây phúc lộc đất trời.
cuộc đời no ấm, đủ đầy. Tuy nhiên, quý bản mệnh vẫn chịu nhiều vất vả, chạy dạy ngược xuôi mà vẫn không có nhiều cơ hội phát tài. Nếu được hồng phúc, cha mẹ che chở thì số phận bớt long đong, và để tìm công việc thực tế, an phận làm tốt nhiệm vụ của mình, có kế hoạch thu chi hợp lý thì sẽ tránh bớt được những khổ sở trong đời. Vận mệnh của người tuổi Mão sinh tháng 2 âm lịch. Người tuổi Mão sinh tháng 2 âm rơi lịch vào tiết Kinh Trập, tuy cũng phải gánh chịu không ít phong ba, bão táp trong đời, nhưng kết cục vẫn vô cùng tốt đẹp, cơm ăn áo mặc đủ đầy, có tiền bạc, có công danh sự nghiệp, tiền đồ sáng lạng. Vận mệnh người tuổi Mão sinh tháng 3 âm lịch. Xem vận mệnh người tuổi Mão sinh tháng âm lịch thì tháng 3 âm lịch trong năm là tiết Thanh Minh, trời đất giao thoa, phúc lộc tràn trề. Bất kể là nam hay nữ thì đây đều là người có phúc. Người tuổi Mão sinh tháng 3 âm lịch thông minh, lanh lợi, tư duy phóng khoáng, nhạy bén, có tầm nhìn xa, có ý chí hơn người. Vận mệnh của người tuổi Mão theo tháng sinh âm lịch, đây là người có tiền đồ rộng mở, công danh sự nghiệp thành công, có quyền lực hơn người. Vận mệnh người tuổi Mão sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết lập hạ trong năm, tuy tiết trời chuyển sang nóng bức nhưng cây cối lại sum suê, tươi tốt. Xem vận mệnh của người tuổi Mão theo tháng sinh âm lịch, đây là người có nhiều cơ hội thăng tiến, tính cách hòa nhã, dễ gần, có phần mang hơi hướng nghệ sĩ, uyên bác, đa tài, học rộng, biết nhiều. Bất kể là theo nghiệp văn thanh nghiệp võ, người sinh năm Mèo vào tháng 4 đều có thể tạo dựng được sự nghiệp thành công vang dội. Học võ thì sẽ là tướng tài đó, để mà học văn là văn hào, nếu đi theo con đường nghệ thuật thì cũng có thể làm nên công trạng. Vận mệnh người tuổi Mão sinh tháng 5 âm lịch. Nếu là nam mệnh hay nữ mệnh thì chỉ cần là người tuổi Mão sinh vào tháng này, công danh hiển hách, tiền bạc dư dôi. Tuy tiền vận vẫn có phần khốn khó, nhưng tới trung vận và hậu vận thì cực kỳ vượng phát, vinh hoa phú quý không ai bằng. Vận mệnh người tuổi Mão sinh tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử trong năm, đây là thời điểm vạn vật đổi mới, cây cỏ, hoa lá tốt tươi. Vận may của người tuổi Mão sinh tháng này cũng theo đó mà hưởng khí đất trời, họ có tài lãnh đạo xuất chúng giỏi, bao quát chỉ huy trên con đường công danh, sự nghiệp, người này trăm sự đều thuận lợi, thăng tiến ầm ầm, vận may tới tấp, còn ở gia đình thì hưởng hạnh phúc, con cái thảo hiền, vợ chồng hòa thuận, sức khỏe của người này cũng rất tốt, họ còn có lối sống hài hòa và nhận được sự tôn trọng của những người xung quanh. Vận may của người tuổi Mão sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là tiết lập thu, người sinh tháng này có tố chất thông minh, có ngộ tính cao, ăn nói rất hay, làm gì cũng đều nhanh nhẹn, linh hoạt, tạo cảm giác đáng tin cậy. Họ gặt hái được rất nhiều thành công trong công việc, không phải trải qua đại nạn gì, mà cơ bản con đường thăng tiến thuận lợi, mọi sự đều cát lành như ý. Vận mệnh người tuổi Mão sinh tháng 8 âm lịch. Sinh vào tiết Bạch Lộ trong năm, đây là người có mệnh vinh hoa phú quý, đại cát, đại lợi. Sinh vào tháng này, người tuổi Mão tâm địa thiện lương, không bao giờ có tâm hại người, càng chẳng nghĩ đến việc chèn ép, ức hiếp bất cứ ai, và nhân duyên của người này vô cùng tốt, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người và cũng chẳng từ làm việc tốt. Vận mệnh người tuổi Mão sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch rơi vào tiết Hàn Lộ, sinh vào tháng này trong năm, ý chí của người tuổi Mão không được kiên cường cho lắm, họ có chút gì đấy an phận thủ thường, thiếu dũng khí tiến lên phía trước, càng không thể coi là hãnh tiến, cũng không có ý thức tiết kiệm tiền bạc, sống thờ ơ, lười biếng, mọi sự đều nghe theo số trời định sẵn, không mấy khi cố gắng hết mình để giành được những gì mình muốn. Vận mệnh người tuổi Mão sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm theo lịch cổ là tiết lập đông, trái đất chuyển sang lạnh lẽo cô liêu, người này từ nhỏ đã mang mạnh cô đơn, sẵn sàng đóng cửa tự mình mua vui cho chính bản thân mình. Tính cách thì có phần lập dị, họ sống cô độc, không thích các hoạt động xã giao, chỉ thích giấu mình trong một nơi an toàn không ai biết. Vận mệnh người tuổi Mão sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch trong năm là tiết đại tuyết, xem tử vi, người sinh tháng 11 âm có thể coi là mang mệnh đa tài, đa nghệ, họ thông minh, lanh lợi. Tuy nhiên, tổ nghiệp lạnh lẽo nên phải tha phương cầu thực, lập nghiệp nơi đất khách quê người, vận khí đủ đầy và sự như ý, song phải đến tuổi 39, tuổi 40 thì mới coi là phát đạt, phú quý hơn người. Số mệnh người tuổi Mão sinh tháng này có thể nói là khá tốt, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Vận mệnh người tuổi Mão sinh tháng 12 âm lịch, tức tháng Chạp, trùng với tiết Tiểu Hàn trong năm.
Đây là người có tố chất thông minh, đỉnh ngộ, khéo léo, giỏi giang. Họ làm gì cũng chu đáo và tỉ mỉ, túc trí đa mưu, ý chí cao ngất trời, lại ham học hỏi, chẳng nề hà bất cứ điều gì. Nhờ thế mà cuộc sống sau này khá tốt đẹp, công danh bổng lộc chẳng kém ai. Họ tiêu diêu, tự tại, chẳng phải lo phiền bất cứ điều gì. Sau đây sẽ là vận trình lưu niên của người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 chi tiết qua các năm âm lịch, cụ thể vận trình như sau. Tử Vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong năm Tý. Trong năm Tý, người tuổi Ất Mão vận trình khá tốt, gặp nhiều may mắn, phúc tinh lâm môn, vạn sự cát tường. Tuy giữa năm có vài trắc trở, thế nhưng đến cuối năm chuyện tốt liên tiếp đến gần. Tháng tốt cho bản mệnh là tháng 2, tháng 4 và tháng 6. Tuy nhiên, năm nay gia đình có thể xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi liên miên, song nhờ có chính cung tại mệnh nên chờ mọi chuyện qua đi thì sẽ bình an. Trong năm, cầu tài, đại lợi, nửa cuối năm vận may càng trở nên mạnh hơn. Nếu bản mệnh biết cách nắm bắt thời cơ thì sẽ phát tài, phát lộc, nhưng đừng vì thế mà quá tự cao, sẽ khiến người khác nảy tâm đố kỵ mà khiến bản thân gặp nhiều rắc rối. Tử Vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong năm Sửu. Trong năm Sửu là năm khó khăn của Ất Mão, bản mệnh làm chuyện gì cũng gặp khó khăn, tài lộc của năm trước tới năm nay dường như biến mất. Hãy nên chú ý đến sức khỏe, mọi chuyện đều phải cẩn trọng, suy xét để tránh hậu họa về sau, tới cuối năm vận đen mới được hóa giải, lúc đó làm việc sẽ thành công. Nếu nắm bắt được thời cơ thì phúc quả sẽ cân bằng, sẽ gặp nhiều chuyện tốt, đến 6 tháng cuối năm tốt hơn 6 tháng đầu năm, đặc biệt là tháng 7 và tháng 10. Trong năm Sửu, vận thế người tuổi Ất Mão không tốt, hãy nên chú ý phòng tai nạn bất ngờ, tránh đầu tư mù quáng và mạo hiểm. Tử Vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong năm Dần. Tuổi Ất Mão trong năm Dần bị mệnh tinh chiếu rọi, nên sức khỏe cần phải chú ý nhiều hơn. Giữa năm âm khí nặng, không nên đi xa, sau đông thì mọi tai ách sẽ qua đi, vận may sẽ tới. Nam Dần là năm không được thuận lợi, thế nên cần phải nhẫn nại, đừng vì thất bại mà nản lòng, nhục chí. Hãy kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thì chắc chắn đầu tư sẽ thành công, phát tài phát lộc. Tháng 2, tháng 6 và tháng 9 âm lịch là 3 tháng vận thế khá tốt, bản mệnh nên đi đền, chùa cầu bình an, nhờ Bồ Tát phù hộ độ trì cho qua cơn vận hạn. Tử Vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong năm Mão. Trong năm Mão, tuổi Ất Mão sẽ gặp nhiều chuyện tốt lành, bản mệnh chắc chắn sẽ được thăng quan tiến chức, mưu sự tất thành. Mọi việc suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió, chuyện kinh doanh cực kỳ phát đạt, danh lợi đủ đầy, đầu năm vận thế bình bình, nên lấy lùi làm tiến. Đây là năm Ất Mão dốc sức thể hiện năng lực của bản thân, cũng là năm nên tích trữ của cải, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Bản mệnh hãy nên nắm chắc cơ hội trong tay thì sẽ có nhiều cơ hội đầu tư kiếm tiền đến với mình. Tuy nhiên, cũng cần phải tỉnh táo đừng quá vội vàng quyết định. Tử Vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong năm Thìn. Trong năm Thìn có sao Thái Âm soi đường, cho nên Ất Mão năm nay phải đi lại rất nhiều, đôi lúc gặp chuyện xui rủi. Song không có gì đáng ngại, nếu biết nhẫn nhịn, lấy lùi làm tiến, thì sẽ hóa giải được nhiều điều khó khăn chéo ngược, trở ngại. Đầu năm nên chọn thời cơ để hành sự, cuối năm thuận thế mà làm, cẩn thận chú ý khi tham gia giao thông. Trong năm cầu tài không thuận, phải đặc biệt cẩn trọng giữ mình, đừng hấp tấp vội vàng mà rước họa thị phi, hạn chế quản chuyện không đâu mà rước họa vào thân. Tử Vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong năm Tỵ. Sự nghiệp trong năm Tỵ của Ất Mão gặp nhiều trắc trở, lên xuống thất thường, dù không gặp tổn thất lớn nhưng cũng lao tâm, khổ tứ, khó được bình an, nửa cuối năm khó khăn sẽ dần giảm bớt, mọi chuyện có phần khởi sắc, may mắn bất ngờ sẽ tới, lúc này sự nghiệp cũng sẽ phát triển thuận lợi, có cơ hội phát tài, thịnh vượng, bản mệnh hãy nên tỉnh táo nắm bắt, đừng để thời cơ qua đi thì dù hối hận cũng đã muộn. Dù làm gì, đầu tư vào đâu cũng cần chọn người đáng tin, việc kinh doanh tất sẽ thịnh vượng. Tử Vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong năm Ngọ. Trong năm Ngọ, nhờ hỷ tinh soi sáng, nên chỉ 3 tháng đầu năm phải chịu vất vả, sau đó mọi vận đen sẽ bị xua tan. Nữ mệnh tuổi Ất Mão tình duyên trong năm có nhiều biến chuyển, năm mệnh mãnh tướng, đào hoa, song nên cân nhắc kỹ càng kẻo lại vì tình mà tiền tài thất thoát,
trong năm khó tránh khỏi sẽ gặp chút rắc rối. Tuy nhiên, bản mệnh nhẫn nhịn thì mọi sự tốt lành trong năm chớ sa đà nữ sắc, đam mê cờ bạc. Tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong năm Mùi. Trong năm Mùi, người tuổi Ất Mão sẽ có vận may bất ngờ. Tuy nhiên, chuyện kinh doanh không được thuận lợi, đường cầu tài gặp nhiều trắc trở, cuối năm sự nghiệp hanh thông. Song tối kỵ, đừng vội vàng quyết định bất cứ việc gì, đề phòng phạm cung quỷ, bị tiểu nhân hãm hại, cả năm vất vả làm ăn mà kết quả chẳng đáng là bao. Bản mệnh nên giữ cho tâm an, tinh thần thư thái thì sẽ làm nên. Vận thế trong năm Mùi không có may mắn về tài lộc, cho nên hãy lượng sức mình mà cần kiệm làm ăn, chớ ham lợi danh mà theo lĩnh vực mới, nên kết giao bạn bè, nhờ thế sẽ có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong năm Thân. Trong năm Thân, vận hạn cuốn quanh người tuổi Ất Mão, hãy cẩn trọng chú ý đến sức khỏe. Mọi chuyện không được suôn sẻ, song nhờ sao Nguyệt Đức soi đường, nên trong hoạn nạn lại được hóa giải. Nữ mệnh nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, tránh họa thị phi. Nam mệnh nên chú ý tránh xa cờ bạc. An phận làm ăn thì sẽ được bình an. Trong năm này vì hung nhiều cát ít, bản mệnh nên đăng đi chùa cầu Phật, nhờ Bồ Tát phù hộ. Tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong năm Dậu. Tuổi Ất Mão trong năm Dậu có thể gặp hạn lớn, không tiền tài thất thoát thì sức khỏe có vấn đề. Giữa năm nên cẩn trọng, đề phòng tiểu nhân ngáng đường. Cuối năm mọi chuyện tự nhiên suôn sẻ, tốt đẹp. Bản mệnh nên chuẩn bị sẵn tinh thần để tránh bất ngờ. Khi gặp khó khăn, cố gắng giữ ý chí kiên cường. Nếu cần thiết thì nhờ cậy anh em, bạn bè giúp đỡ. Chú ý tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 8 âm lịch cần cẩn thận chi tiêu, tăng cường quản lý tài chính. Tháng tốt là tháng 1, tháng 6, tháng 7 và tháng 11 âm lịch. Nếu rảnh rỗi thì bản mệnh nên đi lễ chùa, cầu Quan Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn. Chỉ cần lòng thành tâm thì sẽ linh ứng, qua năm vạn sự bình an. Tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong năm Tuất. Trong năm Tuất, Ất Mão được sao tử vi chiếu mệnh, kinh doanh phát tài, sự nghiệp cũng thành công. Đừng nên tham lam mà phải biết điểm dừng, nếu không sẽ mất hết phúc phần, không có duyên thu hoạch. Vận khí năm này vô cùng tốt đẹp, là cơ hội để kiếm tiền. Nếu chuyên tâm, dốc sức vào làm ăn thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Hãy nên quan tâm chăm sóc phúc lợi cho nhân viên dưới quyền, thì tiền bạc sẽ dồi dào. Nếu đi hành thiện tích đức, lấy nhân nghĩa làm đầu thì tất được bình an. Trong năm, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mưu sự tất thắng, vạn sự tất thành. Tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong năm Hợi. Trong năm Hợi có bạch hổ lâm môn, thiên tai địa phúc, tiểu nhân ngán trở. Người tuổi Ất Mão nên đi về hướng đông cầu duyên thì cơ may chuyển bi thành hỷ, gặp họa quá lành, đại sự làm nên. Trong năm, ra ngoài phải chú ý an toàn, cẩn thận xe cộ hoặc cũng có thể do người cố ý hãm hại. Chớ rảnh rỗi quản chuyện không đâu, mà tai họa có thể từ đó mà ra. Nên quan tâm chăm sóc cho mối quan hệ gia đình, bạn bè, làng xóm, quan gia nên giải không nên kết. Tuyệt đối không qua lại với bạn bè xấu để tránh bị dụ dỗ, lôi kéo, làm chuyện bất nhân. Nhờ có phương thần phù hộ nên trong năm tất được bình an. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được khép lại. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.